chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 24 tháng 3. Nếu anh em có theo dõi nhà của Quyền Linh và đã biết Quyền Linh có một người cô con gái rất là đẹp và rất là tài năng, và ái nữ của nhà Quyền Linh hôm nay đã đạt được một cái giải nhiếp ảnh và đã khoe thành tích đáng nể đó. Thảo Linh nhận được giải nhiếp ảnh bởi khung hình chụp bà, và cô nàng còn sở hữu nhiều thành tích đáng nể khác. Con gái của Quyền Linh chính là người được kỳ vọng trở thành hoa hậu trong dàn ái nữ nhà sao Việt. Mới mới có 16 tuổi nhưng Thảo Linh đã sở hữu nhiều chiều cao ấn tượng cùng với gương mặt là khả ái, đặc biệt là công chúa nhà Nam MC đình đám có nhiều tài lẻ cầm kỳ thi họa được chứng minh qua nhiều giải thưởng đạt được. Trên trang cá nhân thì bà xã Quyền Linh vừa chia sẻ hình ảnh con gái nhận giải nhiếp ảnh của trường quốc tế trao tặng. Cô bé diện đồng phục đơn giản nhưng nhanh chóng gây chú ý bởi diện mạo tươi tắn điểm 10. Hơn thế nữa, phụ huynh tỏ ra khá là tự hào với thành tích con đạt được. Không chỉ có tài năng và nghệ thuật, Thảo Linh còn ghi điểm bởi tấm lòng hiếu thảo khi chụp bà của mình. Thì tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên con gái của MC Quyền Linh trổ tài lẻ hơn người. Lọ Lem còn có năng khiếu về hầu họa khi từng ẩm giải trong một cuộc thi do trường phát động. Hình ảnh lên bục nhận giải của Thảo Linh từng gây bão bởi vì xứng danh là mỹ nhân toàn năng cầm kỳ thi họa. Phụ huynh cho lộ diện trước công chúng từ sớm và Lọ Lem chiếm được thiện cảm từ mọi người qua nhiều bộ ảnh hệt như nàng thơ. Phải công nhận thì tuổi nhỏ nhưng vẻ đẹp của cô nàng chưa bao giờ là gây thất vọng cho người xem cả. Cô con gái đầu lòng của Quyền Linh ví như là hoa hậu khi may mắn thừa hưởng gen trội từ ba mẹ của mình. Nếu anh em muốn đặt cọc thì hãy để comment ở dưới video và chuẩn bị mang sinh lễ tới nhà Quyền Linh nha anh em. Tôi thấy rất là đẹp đó, mà tài năng nữa. Khó tìm lắm đó. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông. Tạm biệt.